Ok, hello, xin chào anh em quay trở lại với kênh YouTube của mình nhá. Ở trong video mới nhất ngày hôm nay thì mình sẽ gọi là giải đáp một số cái thắc mắc của anh em liên quan đến việc Roblox ở trên VNG, được chưa? Hay còn là Hackbox Fruit ở trên Roblox VNG đây này. Thì nếu như các bạn mà anh em gặp cái kênh YouTube nào họ up chia sẻ cho anh em là tải hết Roblox VNG đây, thì các bạn phải để ý cho mình hai cái phân biệt này. Đây là Roblox quốc tế này và đây là Roblox VNG. Thì ngay từ cái khâu cái icon ở ngoài thôi là các bạn đã nhìn thấy nó khác nhau rất là nhiều rồi. Và cái thứ hai ấy là khi đăng nhập vào thì đây là Roblox quốc tế, nó sẽ như thế này. Và Roblox của VNG thì nó sẽ như thế này anh em nhá. Đấy, đó chính là hai cái điểm đặc biệt nhận báo dễ nhất cho anh em biết. Và cái thứ hai thì nhờ anh em bảo là chia sẻ Roblox hack của VNG thì mình cũng nói luôn với các bạn. Hiện tại như bây giờ thì ở Việt Nam mình khẳng định 100% là chưa có. Sau này có thể sẽ có hay không thì mình không, cái đấy mình không dám chắc, cái đấy là chuyện của tương lai, mình không dự đoán được. Nhưng mà đối với thời điểm hiện tại như bây giờ là chưa có nha anh em. Tại vì anh em phải hiểu là muốn có được cái clean ví dụ như là Delta này, Asus X này, Bluetooth mà đưa được vào trong cái Roblox của VNG này thì cần phải có một người họ đứng ra, được chưa ạ? Họ làm. Đấy, và cái thứ hai họ còn phải có kinh phí, họ còn để get key này, và để mỗi khi update bản mới là có update này, được chưa ạ? Thì cái này thực sự là nếu mà cái VNG này này thì nó chỉ dành cho nguyên thị trường ở Việt Nam thôi, nên là cần nói chung cũng khá tốn rất nhiều thời gian và các thứ, nên là cái tỷ lệ có rất là thấp. Và đối với bạn quốc tế thì đã có từ rất là lâu rồi và các nước trên toàn thế giới đều có thể chơi chung được, nên là sẽ không bao giờ thiếu người, đúng không ạ? Thị trường trong nguyên Việt Nam nó khác, thị trường trong quốc tế nó khác, và cái gọi là số lượng người chơi chắc chắn là Roblox quốc tế sẽ đông hơn đó. Nên là theo mình anh em vẫn nên chơi quốc tế thì nó sẽ là hợp lý nhất cho các bạn. Tại vì chơi ở VNG cũng được, nhưng mà chơi ở VNG thì nó sẽ không có như bây giờ là nó không có hack mode gì đâu, nên là anh em chơi quốc tế tốt hơn. Tại vì nó sẽ được support bởi tất cả mọi người trên toàn thế giới, bạn global đều support cho cái Roblox của quốc tế nên anh em chơi. Cái thứ hai nhớ anh em bảo là khi cài vào nó bị cập nhật đấy thì là do các bạn đã lấy cái nick đó, các bạn đăng nhập vào Roblox ở trên VNG thì cái app đó sẽ chỉ chơi được trên VNG thôi. Anh em chơi sang bản quốc tế hoặc là anh em từ bản quốc tế đến các bạn cài vào bản VNG nó sẽ báo là lỗi cập nhật. Anh em nhớ kỹ những cái vấn đề mình vừa nói anh em nhé. Ok rồi, và cái vấn đề thứ hai thì mình muốn ngày hôm nay mình muốn đem đến cho anh em phiên bản Bluetooth hỗ trợ anh em giảm tỷ lệ và fix bandway, tức là hỗ trợ anh em giảm cái tỷ lệ bị khóa tốt nhất, đó chính là Bluetooth V106. Bản dụng cái này thì nó sẽ có thể chơi được cho máy 32 bit và dòng máy 64 bit, tại vì trong cái file clip của nó có đầy đủ hai file cho anh em luôn. Các bạn có thể chơi rất là ok và thoải mái với cả cái clean Bluetooth ngày hôm nay các anh em nhá. Đó chính là đầy đủ cho các bạn ở trong những cái video này. Và nếu như các bạn gặp phải cái tình trạng khi vào chơi cái Bluetooth này mà nếu nó bắt get key như ở trong video này của mình thì các bạn có thể bấm vào chữ get key ở đây, được chưa? Đó, sau khi get key xong thì các bạn sẽ vào một cái nhóm Discord. Thì cái link mời tham gia vào cái nhóm Discord này mình sẽ để dưới phần bình luận ghim của video này. Các bạn sẽ bấm vào đó và tham gia vào cho mình cái nhóm Discord này anh em nhé. Sau khi tham gia vào xong thì các bạn sẽ bấm vào chữ key bypass này ở trong nhóm đó và bấm chữ nhắn. Sau đây anh em cho mình dòng chữ sược này, flu này. Ở đây thì anh em sẽ dùng đến cho mình cái hình anime này. Ở đây nó sẽ hiện ra 4 con bot, anh em chọn mình con bot thứ hai có cái hình anime này, các bạn bấm vào. Đây này, anh em nhớ bấm vào. Sau đó các bạn bấm vào bộ nhớ tạm và các bạn dán cho mình cái đường link Bluetooth chúng ta vừa bấm get key ở trên và bấm nút gửi đi. Sau khi bấm xong anh em đợi một chút và anh em bấm vào đây, dán lại cho mình cái lần nữa một cái đường link đó và sau đó anh em bấm gửi đi cho mình. Đây, mình sẽ bấm nút gửi ở dưới nhá. Và sau đó anh em đợi một chút thôi. Đó, các bạn thấy không? Ngay lập tức ở đây nó sẽ ra hiện cái key của mình này, tên nhân vật của mình, cái nick ý của mình là Thắng Lác này, key này mình sẽ bấm giữ và sao chép cái key này. Sau khi chúng ta có cái key này ấy thì các bạn quay trở lại game giúp cho mình nhá. Ok rồi, và mình vừa quay trở lại game này anh em. Đó, thì bạn thấy là tự động nó đã hiện thị ra như thế này. Được chưa? Và sau đó anh em chỉ bấm chữ executor này, bấm vào chữ print và sau đó các bạn dán cho mình một cái script menu để dùng cho cái việc hack root. Các bạn dán cho mình cái phiên bản này vào, sau đó bấm vào đây, bấm ra ngoài như này và bấm cho mình dòng chữ execute màu xanh, bấm. Sau khi bấm xong thì các bạn đợi một chút. Đó, cái bản ngày hôm nay mình muốn đem đến cho anh em đó chính là phiên bản Zoro Hoop. Thì nhìn cái giao diện nó rất là đẹp và nó lạ đúng không ạ? À đấy, cái link script để dán vào cái Bluetooth này này, cái link này, cái script Zoro Hoop này này. Anh em nào mà muốn chơi Zoro Hoop nhá. Đấy, còn bạn nào thích chơi Luffy Hoop thì cũng bảo mình cho sau mình cố tìm cho anh em luôn. Đó, thì nhìn giao diện rất là lạ đúng không ạ? Và cái thứ hai thì đây là info này. Bấm vào phần main cho mình thì nó sẽ chọn vũ khí và chọn melee này. Tốc độ tấn công thì sẽ chọn tầm khoảng độ tốc độ 1.65 này. Ở đây có cả bypass TP cho anh em này. Bật tốc tự động bật tốc V4 cho các bạn này, tấn công nhanh có hết nhá. Thì bây giờ mình sẽ chọn thử là farm nearest, tức là farm quái ở gần. Thì bây giờ các anh em có thể nhìn một chút là xem nó farm như thế nào. Các bạn có thể nhìn thấy này. Các bạn nhìn này. Đây mình sẽ tắt này đi anh em nhìn này. Ui, nó farm rất nhanh luôn. Anh em nghe nhá. Này, các bạn thấy không ạ? Farm rất nhanh. Được chưa? Này anh em nhìn này, farm này. Đó, tự động sẽ bay sang con quái ở gần này nó farm này. Anh em nhìn nhá. Ấy, nó bay đâu đây? À chắc là hết ở chỗ này hết quái rồi. Nó sẽ bay sang những cái con quái ở đoạn đảo phía trước. Đó, được chưa? Farm cực nhanh. Đấy, có cả farm dương cho anh em này, đầy đủ hết cho các bạn nhá. Item hỗ trợ anh em săn các món vật phẩm vũ khí super human các thứ này. Được chưa? Đó, anh em này nhìn thấy Kin Cibit Cibit các thứ này, Kinder Sắc Sắc Paranya làm nhiệm vụ này. Start cộng điểm chỉ số, Ray V4 cho anh em up tập V4 này. Được chưa?
hoàn thành nhiệm vụ trial auto nhìn trang gạt cần có hết nhá. PVP ở đây hỗ trợ anh em đi gọi là PVP giao tranh với người chơi khác ấy. Dungeon ở đây hỗ trợ anh em đi đây. Để chờ mua chip một chiếc này. Đó, shop này, để vin fruit, đây có cả tự động nhặt trái cho các bạn nhá. Random trái này, đầy đủ hết cho anh em à. Đấy các bạn nhìn. Được chưa? Đó. Full. Ok, đó thì đấy là những cái thông tin mới nhất ở trong cái video này. Và nói chung là tổng kết lại thì đấy, anh em theo mình các bạn giữa VNG và quốc tế thì với cái thời hiện tại bây giờ đối với cá nhân của mình thì mình vẫn khuyên anh em nên chơi vì Roblox tải ở quốc tế nó sẽ được hỗ trợ anh em tốt nhất, tại vì bây giờ hiện tại mà cũng chưa có hack Roblox ở trên của VNG đâu.